Deadlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Trên sân hàng đấy, câu lạc bộ Viettel thất bại 0-1 trước đối thủ cùng thành phố câu lạc bộ Hà Nội trong trận đá bù vòng 2 V-League 2022. Hai đội đang có cùng 7 điểm, nhưng nhà đương kim vô địch tạm đứng sau bởi thua đối đầu. Thất bại ở trận derby thủ đô rõ ràng là cực kỳ đáng tiếc với thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, nhưng phong độ cao từ đầu mùa đã không thể được duy trì khi các trụ cột liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe. Ở trận tiếp câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Viettel cũng không thể sử dụng đội trưởng Bùi Tiến Dũng do chấn thương đầu gối của cầu thủ này không kịp bình phục. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng còn mất thêm cầu thủ quan trọng khác là Giovane Magno, tiền đạo người Brazil rời sân sau pha va chạm với Nguyễn Thành Trung bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Trước đó, nhạc trưởng Khắc Ngọc cũng gặp chút vấn đề nên phải ngồi dự bị, chỉ được tung vào sân khi trận đấu còn ít phút. Cũng điều đáng tiếc đấy, thì chúng tôi mất Giovane quá sớm. Chúng tôi cũng không triển khai được cái cách chơi. Khi mà Pedro mà không có Giovane thì cái mà để thi đấu thì cậu ta không có cái những cái đối tác quen thuộc thì cậu ta cũng không phát huy được. Sau trận đấu tối ngày 4 tháng 4, V-League 2022 chính thức bước vào giai đoạn tạm nghỉ, nhường chỗ cho các sự kiện khác. Cúp quốc gia 2022 bắt đầu từ ngày 5 tháng 4. Câu lạc bộ Viettel được nghỉ ở vòng loại và thi đấu từ vòng 16 đội vào ngày 11 tháng 4. Sau đó, Viettel FC sẽ còn phải tham dự cả sân chơi AFC Cup. Việc chuẩn bị tốt về lực lượng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định tới tham vọng của đội bóng quân đội ở mùa giải năm nay. Giờ là lúc những chuyên gia như bác sĩ Kim Quang Jae cần thể hiện khả năng chuyên môn giúp các cầu thủ nhanh chóng trở lại. Deadlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.